thưa quý vị, qua phòng thi sơ khảo, ban tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 5 năm 2023 đã công bố 55 thí sinh góp mặt ở phòng ban kết. Chương trình tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 5 năm 2023 do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo và giải trí thi thảo thương hiệu V-Skill phối hợp tổ chức. Vòng sơ loại khu vực tỉnh Tây Ninh thu hút gần 150 thí sinh là học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh đã có phần thể hiện xuất sắc với các nội dung đa dạng như tình yêu quê hương đất nước, văn hóa du lịch Tây Ninh, bảo vệ môi trường, ước mơ của em, tình cảm gia đình, bạn bè, trường lớp và các chủ đề hấp dẫn khác. Ngoài 55 thí sinh xuất sắc đã được chọn vào vòng ban kết, vào ngày 2 tháng 10, ban tổ chức sẽ chọn thêm 3 thí sinh vòng ban kết thông qua cổng bình chọn online Bivot. Vòng bán kết chương trình tìm kiếm tài năng MC dí mùa năm năm 2023 diễn ra vào ngày 22 tháng 10 năm 2023 tại nhà hát Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh.